Thưa chuyên gia, cái bộ sản phẩm mà chuyên gia vừa nhắc đấy, bộ sản phẩm An Chị Vương bao gồm cả dạng uống và dạng bôi đấy ạ, thì được rất nhiều người bị bệnh trĩ tin dùng, kể cả những người đã bị đến độ 3. Chuyên gia có đánh giá như thế nào về sản phẩm này, và sản phẩm này có phải là rất tốt cho những người bị trĩ và táo bón không ạ? Vâng, cái An Chị Vương cái bộ này ấy, là hoàn toàn 100% là thảo dược, cho nên cái tác dụng của nó cả gốc nguyên nhân gây ra bệnh và ngọn, tức là các cái triệu chứng như tôi nói phần trên. Và tại cái sản phẩm này về cấu trúc của nó là dựa trên cái y lý của y học cổ truyền là quân trần tả thứ, nhưng đồng thời cái sản phẩm này cũng đã được nghiên cứu tại Viện Y học cổ truyền Trung ương và đánh giá thì các cái triệu chứng của bệnh lý trĩ như là chảy máu, như là có búi trĩ, như là đau dạ vân vân là 73,2% là kết quả rất tốt. Và như vậy thì đã được đánh giá bằng một cái công trình nghiên cứu khoa học, thì như vậy rõ ràng là gì, nó dựa trên cơ sở khoa học, dựa trên cái y lý y học cổ truyền, đồng thời kết hợp với cái nghiên cứu thì ta thấy đánh giá được cái sản phẩm An Trị Vương là một cái sản phẩm hỗ trợ điều trị bệnh lý trĩ một cách là hiệu quả, an toàn và chất lượng. Có một câu hỏi nữa mà cũng rất nhiều người bệnh băn khoăn, đó là với những người bị trĩ đấy, nhất là những người mà còn phẫu thuật chẳng hạn đấy, thì sau đấy bệnh có bị tái phát không? Và nếu như để ngăn ngừa được cái tình trạng tái phát cũng như phục hồi tốt sau phẫu thuật đấy ạ, thì mọi người sẽ nên có những lưu ý như thế nào ạ? Cái nguyên nhân gây bệnh lý trĩ thì 70 đến 80% là do táo bón, và nhiều khi những cái người táo bón á là có cái cơ địa nó táo bón, thì và khi mà anh mổ anh cắt bỏ cái búi trĩ đấy rồi, nếu như mà anh không có một cái biện pháp để phòng ngừa thì cái nguy cơ mà tái phát hoặc là sinh các cái búi trĩ mới ấy, là rất cao. Vì thế cho nên người ta khuyến cáo là sau khi đã phẫu thuật rồi thì anh cũng phải dùng một hai đợt, mỗi đợt khoảng 3 tháng bằng cái An Chị Vương để củng cố cái kết quả điều trị vừa bằng phẫu thuật nhưng mà đồng thời cũng là gì, phòng ngừa xuất hiện các cái bệnh lý búi trĩ mới. Kết hợp với cái chuyện mà sử dụng thêm cái An Chị Vương thì chúng ta phải điều chỉnh cái chế độ ăn cho phù hợp, uống đủ nước, đặc biệt là mùa hè, và có một cái chế độ vận động thích hợp, thì như vậy cái kết quả điều trị nó mới bền vững, phòng ngừa được cái sự tái phát của các cái búi trĩ mới. Xin cảm ơn chuyên gia đến với chương trình hôm nay.